Ôi hành bữa nay mới có mấy ngày mà lên cao quá các bạn ơi. Để sẵn mình cũng chia sẻ thêm. Mấy cái cây hành bên đây là hành lá của mình là trồng trước đó nha các bạn. Cái cây này ở đây là cũng là hành lá luôn nha các bạn. Ê, chỉ có mấy bụi hành ở trong này là hành tím mình mới vừa trồng cách đây mấy ngày đó. Mà bữa nay nó lên nó phát triển tốt quá chừng luôn các bạn ơi. Đó. Cây này nó lên mạnh dễ sợ luôn. Rồi bên đây nữa. Đây nữa cũng lên mạnh quá nè các bạn. Ở đây là mấy củ hành tím mình mới trồng cách đây mấy bữa đó các bạn. Còn cái cây dài dài ngoài sau này là cọng hành lá của mình trồng lâu rồi ngang. Bên đây cũng hành lá. Có mấy cái hành tím này mới đây coi bữa nay nó chừng 5 ngày chứ gì. Mà lên cao ghê, khỏe ghê vậy đó. Các bạn nếu mà nhà không có diện tích giống như mình vậy cũng kiếm cái chậu cái thùng xốp vậy trồng vậy cũng vui lắm á các bạn ơi. Mình thấy cây nó phát triển từ ngày vậy mình cũng thấy vui lắm, không biết làm sao nữa. Hồi xưa ở ở dưới quê mình á, mẹ mình có cái vườn rau á cạnh bờ sông đó. Trời ơi, cái buổi sáng này nước lớn lên xong cái buổi chiều nước ròng rút xuống mà rau nó tươi tốt lắm, mà mình cũng không có cần tưới nước bón phân gì trên, làm như phù sa nó tốt hay sao đó không biết nữa. Trồng ở cạnh bờ sông, ở dưới bờ mé sông á. Nhìn cái lá xanh nõn thấy cưng ghê. Rồi bạc hà của mình lá tốt quá chừng luôn. Quá chừng luôn, phát triển cây bạc hà nó lên hai cây nó lên cao. Còn cái bên đây của mình là bụi xả đó các bạn. Xả này mình trồng á để nhiều khi mưa gió rồi cũng đi không có đi ra chợ được đó, với lại con mình nó nhiều khi bị đầy hơi đâu đó, cái cắt cái lá xả này nè vô cái mình rửa sạch đó, cái mình nấu nước sôi mình chế vô mình uống đó, nó cũng bớt đầy hơi cũng dễ tiêu lắm á các bạn. Thành ra mình nhà chật chật chứ mình cũng cố gắng trồng một bụi xả, thấy nó cũng tiện dụng mà cũng có lợi ích lắm á các bạn ơi. Mình làm đồ ăn đồ uống đồ thì nó khỏi phải bàn tới rồi. Ướp thịt muối xả, cá muối xả, gà kho xả, đủ thứ món hết trơn á.